các bạn trong buổi học ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm 5 loại nước ép detox xanh, cam, vàng, đỏ và đen. Thì trước khi chúng ta đi vào giới thiệu từng cái loại detox cụ thể thì tôi sẽ giới thiệu qua về cái loại máy ép mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Trên thị trường hiện nay thì có hai dòng máy ép, thứ nhất là máy ép nhanh và máy ép chậm. Thì đối với máy ép nhanh thì là nguyên tắc hoạt động của nó là sẽ dùng dao cắt với tốc độ cao và sinh nhiệt. Chính vì thế rau củ quả khi ép bằng máy ép nhanh thì thường sẽ mất từ 70 đến 80% vitamin, thì những cái sản phẩm mà chúng ta uống nó không còn cái giá trị dinh dưỡng cao nữa. Ngược lại thì trong buổi học ngày hôm nay thì tôi sử dụng máy ép chậm. Nguyên lý sử dụng của máy ép chậm là nó sử dụng lực ly tâm để nghiền nát rau củ quả. Chính vì thế thì 90% vitamin khoáng chất có trong rau củ quả sẽ được giữ lại. Do vì sao tôi gọi nước ép này là nước ép detox? Bởi vì chúng ta sẽ sử dụng chính những loại nước ép ngày hôm nay để thanh lọc và thải độc cơ thể. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu về loại nước ép màu xanh. Loại nước ép màu xanh này thì bao gồm cải xoăn, táo xanh và dứa. Cải xoăn thì được ví như là vua của các loại rau. Nó chứa đến 18 đến 23 vitamin và khoáng chất. Chính bởi vì cái lượng vitamin dồi dào như thế thì khi mà mình sử dụng nước ép cải xoăn thì ngoài cái tác dụng mà thanh lọc thải độc cơ thể thì nó còn cung cấp vitamin thêm cho da. Chúng ta hãy tưởng tượng là khi mà chúng ta nấu những cái món ăn như là xào hay là chiên hay là luộc thì là hầu hết những cái vitamin đều bị đốt cháy bởi nhiệt. Thay vào đấy thì khi chúng ta ép những cái loại rau củ quả này nguyên chất thì 90% vitamin sẽ được giữ lại, thì nó sẽ giúp cơ thể nó được đầy đủ dinh dưỡng hơn và cũng sẽ tốt cho da hơn. Cái loại nước ép thứ hai tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay là nước ép màu cam. Nước ép màu cam gồm có táo đỏ, cà rốt và gừng. Nước ép màu cam này thì chứa beta carotene, cung cấp một nửa biotin cần thiết trong ngày. Biotin chính là vitamin B7 có tác dụng mà hỗ trợ trong cái việc mọc tóc. Ngoài ra thì nước ép cam có cái hỗ trợ rất là tốt trong cái việc chuyển hóa chất cũng như là giúp da và móng khỏe. Tiếp theo đến là nước ép màu vàng. Nước ép màu vàng thì nguyên liệu gồm có ớt chuông vàng, dứa và chanh. Tất cả những cái nước ép màu vàng hay là màu cam thì đều chứa cái chất chống oxy hóa rất là cao, thì nó sẽ giúp cho mắt và tim của chúng ta khỏe mạnh. Tiếp theo mà tôi giới thiệu ngày hôm nay là loại nước ép màu đỏ với nguyên liệu chính là cải xoăn, cà rốt, củ dền và dâu tây. Cứ nhắc đến màu đỏ thì chúng ta sẽ nhắc đến những cái sản phẩm mà nó có nhiều sắt và canxi, thì nó rất là tốt cho tim mạch và xương. Thì đối với củ dền thì ngoài ra nó còn hỗ trợ trong cái việc chữa gút cũng như là xơ vữa động mạch. Vì thế nước ép màu đỏ này nó rất là phù hợp cho những người mà uống nhiều bia và rượu. Nước ép cuối cùng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay là nước ép từ tinh than tre. Nguyên liệu rất là đơn giản, chỉ có nước lọc, chanh vàng và tinh than tre. Nhắc đến tinh than tre thì là nó là một cái siêu phẩm trong cái việc hút cặn bã và thanh lọc thải độc cơ thể. Trong buổi học ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm loại nước ép màu đỏ có nguyên liệu là cải xoăn, cà rốt, củ dền và dâu tây. Thì các bạn lưu ý là chúng ta cũng hạn chế trong cái việc cắt rau củ quả, bởi vì khi mà mình cắt thì nó sẽ sinh nhiệt và cũng như là nó bị cắt hết những cái vitamin có sẵn ở trong nguyên liệu. Cái nguyên lý hoạt động của nước ép thanh lọc thải độc cơ thể thì các bạn hãy hình dung như thế này. Cái thành ruột của chúng mình giống như một cái đường ống nước. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều dầu mỡ và những cái chất khó tiêu thì nó sẽ không tiêu hóa được, mà thay vào đấy thì nó sẽ bám quanh cái thành ống đấy hay là cái thành ruột của mình. Thì càng về lâu về dài thì là chức năng tiêu hóa của ruột, gan và thận nó sẽ kém đi. Đó chính là cái nguyên nhân mà gây nên những cái nguyên nhân độc tố, ví dụ như là da bị mụn hay là đầy bụng khó tiêu hay là chứng mất ngủ. Thì cái việc sử dụng chính những cái vitamin khoáng chất có trong rau củ quả nước ép này sẽ giúp làm thanh sạch những cái dầu mỡ và cặn bã bám trong cái thành ruột và gan và thận. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều những cái loại máy ép chậm khác nhau. Tuy nhiên thì cái giá của một cái máy ép chậm thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 7 đến 10 triệu. Đây là cái giá máy ép chậm mà nó ở mức khá.
bởi vì các bạn sẽ đầu tư dài hạn cho cái việc ép nước này. Còn những cái sản phẩm mà nó rẻ tiền hơn thì thường có cái thời gian sử dụng không được lâu dài cho lắm. Cái điều đặc biệt của cái loại nước ép detox này là chúng ta không hề thêm nước hay là thêm bất kỳ một loại gia vị nào như đường, bởi vì hầu hết những loại rau củ quả chiếm đến 80% là nước. Thế nên là chúng ta chỉ cần ép nước tươi nguyên chất từ chính những cái nguyên liệu này là đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cái việc xay ép. Các bạn lưu ý thì trong quá trình xay thì mình sẽ xen lẫn giữa những cái loại rau và loại củ nhiều nước để máy nó được hoạt động trơn tru. Rau củ quả thì các bạn không để quá to cũng không để quá nhỏ, bởi vì nếu mà để to quá thì nó sẽ cái phần sơ của phần lá hay là củ quả nó sẽ làm tắc máy. Nếu như khi sử dụng máy ép nhanh thì khi mà nhìn phần bã thì các bạn thấy là nó còn rất là nhiều nước. Tuy nhiên đối với máy ép chậm này thì cái bã nó ra rất là cạn kiệt, gần như là không còn một tí gì ở đấy nữa. Cái máy ép chậm này không hề có lưỡi dao nên là nó rất là an toàn đối với trẻ em, thì các bạn có thể cùng con của mình hay là cùng những cái người thân của mình để cùng chế biến những cái món nước ép này. Đây là chúng ta đã hoàn thành loại nước ép màu đỏ. Trên tay tôi đây là nước ép màu đỏ được ép từ cải xoăn, củ dền, cà rốt và dâu tây. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sang một cái loại nước ép khác, bởi vì cái loại nước ép này nó không cần phải dùng máy nên là tôi sẽ hướng dẫn riêng. Loại nước ép này nguyên liệu rất là đơn giản, chỉ có chanh, tinh than tre và nước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt đôi chanh, ta sẽ vắt chanh vào trước. Chanh được biết đến như là một cái loại quả rất là tốt trong cái việc thanh lọc thải độc cơ thể, thế nên là tôi khuyên các bạn là mỗi buổi sáng khi mà thức dậy thì các bạn nên uống một cốc nước ấm cùng với một nửa quả chanh. Thời gian vừa mới ngủ dậy là cái thời gian tuyệt vời nhất để giúp cơ thể thải độc. Bây giờ tôi sẽ cho một thìa cà phê tinh than tre vào và khuấy đều. Vậy là một loại nước ép detox nữa đã hoàn thành. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ.